Vận tải container đóng vai trò then chốt trong thương mại toàn cầu, đảm nhiệm việc vận chuyển đến 90% hàng hóa trên toàn thế giới. Bên trong những chiếc hộp kim loại khổng lồ này là hàng trăm mặt hàng đa dạng từ vô số công ty khác nhau, tạo nên một bức tranh phức tạp về logistics toàn cầu. Tuy nhiên, sự hiệu quả của hệ thống này phụ thuộc vào tính chính xác về thời gian và địa điểm. Khi container không thể đến đúng nơi, đúng lúc, chuỗi cung ứng sẽ gặp trở ngại. Hàng hóa có thể bị hư hỏng, lãng phí, gây gián đoạn dòng chảy hàng hóa và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Sự tắc nghẽn tại các cảng biển trong những năm gần đây đã đẩy giá cước vận chuyển tăng cao và tác động đến giá cả hàng hóa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của container đối với nền kinh tế toàn cầu và đời sống hàng ngày của mỗi người. Vậy vận tải container đang vận hành như thế nào và những công ty nào đang kiểm soát lĩnh vực này? Sự ra đời của container. Trong lịch sử, ngành vận tải container vốn có tỷ suất lợi nhuận thấp. Chỉ trong vài năm trở lại đây, ngành này mới chứng kiến sự bùng nổ lợi nhuận chưa từng có. Trước khi container xuất hiện và cách mạng hóa ngành vận tải thương mại toàn cầu hoạt động theo một cách hoàn toàn khác biệt. Khoảng 150 năm trước, ngành vận tải biển đóng vai trò then chốt trong thương mại quốc tế. Hàng hóa chủ yếu là những mặt hàng xa xỉ, được vận chuyển bằng những con tàu nhỏ và việc bốc dỡ hàng hóa là một quá trình thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức. Chi phí vận chuyển do đó cũng rất đắt đỏ, có thể đội lên gấp nhiều lần giá trị thực của hàng hóa. Sự ra đời của container đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Ý tưởng về một chiếc hộp tiêu chuẩn hóa có thể dễ dàng di chuyển giữa các phương tiện vận tải khác nhau như tàu biển, xe tải và tàu hỏa đã được Malcolm McLean hiện thực hóa vào năm 1956. Ông được coi là cha đẻ của ngành vận tải container hiện đại, người đã mở ra kỷ nguyên toàn cầu hóa và tiêu chuẩn hóa trong vận tải. Nhờ container, việc vận chuyển hàng hóa trở nên nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều. Container được tiêu chuẩn hóa theo kích thước, phổ biến nhất là container 20 feet, hay còn gọi là TEU, 20 Foot Equivalent Unit. Việc sử dụng TEU giúp đơn giản hóa việc tính toán sức chở của tàu và container, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và vận hành logistics. Thách thức và biến động trong ngành vận tải container. Để vận hành hệ thống vận tải container một cách hiệu quả không hề đơn giản. Việc đảm bảo container di chuyển từ điểm A đến điểm B và quay trở lại một cách nhanh chóng, hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng, từ tắc nghẽn cảng biển đến thiếu hụt container, đều có thể gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa và gây ra lạm phát. Theo ước tính, sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã đóng góp đến 60% vào mức tăng lạm phát tại Mỹ trong giai đoạn 2021-2023. Mặc dù nguồn cung container trên toàn cầu đang dồi dào, nhưng những biến động địa chính trị và đại dịch đã tạo ra những điểm nghẽn khiến việc vận chuyển container trở nên khó khăn và đẩy giá cả leo thang. Một ví dụ điển hình là tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các tàu thương mại đã buộc nhiều tàu phải định tuyến lại quanh khu vực Nam Phi, khiến hành trình kéo dài thêm 10-15 ngày. Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển do quãng đường di chuyển dài hơn, mà còn khiến container bị mắc kẹt trên biển, không thể được sử dụng cho các chuyến hàng khác. Đại dịch COVID-19 cũng đã giáng một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội đã làm giảm sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt lao động tại các cảng biển khiến việc bốc dỡ container diễn ra chậm chạp, nhu cầu hàng hóa tăng đột biến do người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến, càng khiến cho tình hình thêm trầm trọng. Sự kết hợp của nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao đã đẩy giá cước vận chuyển container tăng vọt trong giai đoạn 2021 đến 2022. Giá một container vận chuyển từ Trung Quốc đến các cảng bờ Tây nước Mỹ như Los Angeles hay Long Beach đã tăng hơn gấp đôi, lên đến $30,000. Điều này tạo ra một nghịch lý, các công ty vận tải và cho thuê container thu lợi nhuận khổng lồ nhưng lại ưu tiên vận chuyển container rỗng về Trung Quốc thay vì chở hàng hóa từ Mỹ do lợi nhuận cao hơn. Hậu quả là các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là nông dân, gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa do thiếu container rỗng. Nông sản không thể đến tay người tiêu dùng, trong khi đó container rỗng lại chất đóng tại các cảng. Tuy nhiên, thị trường vận tải container đang dần ổn định trở lại, giá cước vận chuyển đã giảm đáng kể, dao động trong khoảng 3.000 đến 4.000 đô cho mỗi container 40 feet, dài khoảng 12,2 mét. Dù vậy, những biến động địa chính trị và đại dịch vẫn là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro, có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá cả tăng trở lại bất cứ lúc nào. Thị trường vận tải container bị chi phối như thế nào? Thị trường vận tải container được chia thành hai nhóm chính, các hãng vận tải biển và các công ty cho thuê container. Hai nhóm này chiếm thị phần gần như ngang nhau, với các công ty cho thuê chiếm khoảng 48%
và các hãng vận tải biển chiếm khoảng 52%. Các hãng vận tải biển thường mua container mới khi đóng tàu hoặc thay thế container cũ. Một số hãng vận tải biển lớn trên thế giới có thể kể đến như Maersk Line thuộc tập đoàn AP Moller Maersk, MSC Shipping có trụ sở tại Geneva, Evergreen Line có trụ sở tại Đài Loan, Hapag-Lloyd của Đức, CMA CGM của Pháp và Cosco Shipping Group Trung Quốc. Bên cạnh việc mua, các hãng vận tải biển cũng có thể thuê container từ các công ty cho thuê. Các công ty cho thuê container sở hữu đội tàu container khổng lồ và cho các hãng vận tải biển thuê khi có nhu cầu. Một số công ty cho thuê container lớn nhất thế giới bao gồm Triton International, Textainer, Florence, CEI International và Seaco. Giá cả vận chuyển container bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó sự chi phối của 9 hãng vận tải biển lớn nhất thế giới được tổ chức thành 3 liên minh. Sự tập trung thị phần này cho phép các hãng vận tải biển có quyền lực đáng kể trong việc định giá cước vận chuyển. Điều này đã góp phần khiến cho giá cả hàng hóa, từ đồ nội thất, thiết bị điện tử đến quần áo đều tăng cao trong giai đoạn đại dịch COVID-19, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng lạm phát, các hãng vận tải biển lại ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 190 tỷ đô vào năm 2021. Bên cạnh việc chi phối giá cả, các hãng vận tải biển nước ngoài còn gây khó khăn cho nền kinh tế Mỹ bằng cách từ chối vận chuyển hàng hóa sản xuất tại Mỹ trở lại châu Á, tạo ra sự mất cân bằng trong hoạt động thương mại. Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất container. Theo báo cáo của Ủy ban, trong số 44,2 triệu container hàng hải đang lưu thông trên toàn cầu, hơn 95% được sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù phần lớn năng lực vận tải biển nằm ngoài tầm kiểm soát của Hoa Kỳ, nhưng đây không hẳn là điều đáng lo ngại. Vấn đề cốt lõi không phải là các hãng vận tải biển đặt trụ sở chính ở quốc gia nào, mà là khả năng đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Mỹ ra thị trường quốc tế. Nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các hãng vận tải biển nước ngoài và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, chính phủ Mỹ đang thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy thị trường vận tải container trong nước. Sự thống trị của Trung Quốc. Sự phát triển của ngành vận tải container có mối liên hệ mật thiết với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng container thường gấp đôi hoặc gấp 3 lần tăng trưởng GDP. Đặc biệt, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo ra một cú hích lớn cho ngành vận tải container khi quốc gia này trở thành công xưởng sản xuất của thế giới. Ngày nay, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và cung cấp container lớn nhất trên thế giới, chiếm hơn 95% sản lượng toàn cầu. Ba nhà sản xuất container hàng đầu Trung Quốc là CIMC, China International Marine Containers, DFIC, Dongfang International Containers và CXIC. Trong đó, DFIC có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Cosco và hoạt động đa ngành, bao gồm vận tải biển, quản lý cảng biển và nhà ga. Thép là vật liệu chính để chế tạo container. Trung Quốc với vị thế là quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới và là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nắm giữ lợi thế tự nhiên trong lĩnh vực sản xuất container. Châu Á với vai trò là công xưởng của thế giới, là nơi tập trung sản xuất phần lớn hàng hóa tiêu dùng toàn cầu, trong khi Bắc Mỹ lại chủ yếu là thị trường tiêu thụ. Chính sự mất cân bằng thương mại này đã thúc đẩy nhu cầu vận chuyển container từ châu Á đến phần còn lại của thế giới. Sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất container đang tạo ra cơ hội cho các quốc gia khác, đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam, những nước đang đầu tư mạnh vào nhà máy sản xuất container. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung container khi Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ container để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Chính phủ các nước đang hỗ trợ tích cực cho việc phát triển ngành sản xuất container trong nước và khu vực nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vị thế thống trị của Trung Quốc trong ngành sản xuất container khó có thể thay đổi. Nhu cầu về vận tải container dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai do xu hướng toàn cầu hóa vẫn tiếp diễn. Trong suốt 30 năm qua, ngành vận tải container đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong dài hạn. Toàn cầu hóa vẫn là động lực chính cho sự tăng trưởng này khi các doanh nghiệp trên toàn thế giới tìm kiếm các địa điểm sản xuất, tiêu thụ và cung ứng nguyên liệu thô tối ưu nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!